Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào lớp. Thì bữa trước thì chúng ta đã đi qua về các cái bố cục khung hình, đúng không? Và sau đó thì chúng ta nói chuyện về cái các cái kỹ thuật đánh sáng, lighting. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái việc chúng ta ứng dụng cái bố cục khung hình kết hợp với cái chuyển động camera, gọi là film blocking. Thế thì những bữa thì chúng ta đã đi qua các cái bố cục khung hình, từ các cái bố cục truyền thống cổ điển như là bố cục canh giữa, center, đúng không? Sẽ tạo nên cái độ sâu, sử dụng các leading line để mà hướng con mắt của người xem vào chủ thể, đúng không? Tạo nên cái sự cân đối, cân bằng, vững chãi. Cũng là bố cục thường thấy trong các cái hình ảnh mang cái tính nghệ thuật, bố cục canh đều giữa các nhân vật, trong đó thì sẽ có những nhân vật chiếm trọng tâm, đúng không? Sau đó thì chúng ta cũng đã cho thấy đi qua với việc nó kết hợp với các cái negative space để mà tạo thành những cái chừa chỗ cho những cái hình tình huống giật gân, hoặc là những tình huống bất ngờ, thể hiện sự vững chãi, chắc chắn, to lớn, đúng không? Rule of third là cái bố cục canh 1/3 của khung hình. Cái bố cục này nó sẽ chừa chúng ta nhiều cái negative space hơn. Nó mang lại cái tính dynamic, tính nghệ thuật hơn cho cái cảnh quay của chúng ta. Và trong nhiều bộ phim thì người ta cũng bố cục các cái vị trí quan trọng ở cái tỷ lệ 1/3 này, kết hợp với cái ánh sáng, cách ánh sáng cũng như là leading line tạo thành độ sâu cho bộ phim. Và khi mà chúng ta kết hợp với chuyển động camera, đúng không, thì sau đó chúng ta duy trì được cái bố cục khung hình, nó gọi là film blocking. Rồi chúng ta cũng đã có cái golden section, tỷ lệ vàng. Và cái tỷ lệ vàng này thì là một cái tính chất về thị giác, mà khi chúng ta bố cục các cái yếu tố ở ngay cái vị trí golden section này thì nó sẽ ngay lập tức nó tạo nên cái sự hấp dẫn ở cái người xem. Thì khi mà chúng ta canh ở trong camera thì chúng ta cũng lưu ý là cái grid của cái golden section và cái grid của rule of third thì nó sẽ hơi khác nhau một tí. Nhưng bạn thấy là cái golden section thì nó sẽ dịch vào trong và dịch xuống dưới so với cái rule of third, okay. Và cái trọng tâm của cái golden section là cái khu vực hình chữ nhật ở giữa này, thì cũng là một khu vực chúng ta có thể bố trí các cái yếu tố trọng tâm ở trong hình ảnh của chúng ta. Và một lần nữa là khi mà kết hợp với chuyển động camera thì các bạn thấy là nếu chúng ta lên kế hoạch sẵn, chúng ta biết cách bố cục, duy trì cái bố cục, thì hình ảnh chúng ta kết hợp với camera nó sẽ càng ấn tượng hơn, đúng không? Chúng ta cũng đã đi qua các cái góc máy, low angle, high angle, đúng không? Overhead, Dutch angle, eye level, hip level, đúng không? Knee level. và bố cục theo tỷ lệ, scale framing, tất cả những cái này chúng ta đều cần ghi nhớ, chúng ta áp dụng khi mà chúng ta bố cục hình ảnh ở khi mà chúng ta quay phim. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về cái độ sâu trong hình ảnh, làm sao để chúng ta đưa vào cái yếu tố về độ sâu, tạo thành từ nhiều thứ chẳng hạn như là depth of field, smoke, fog, haze, leading light, đúng không? Cách bố cục các cái không gian, bố cục của các cái đèn, các nguồn đèn, nguồn sáng ở trong cảnh quay sẽ tạo thành cái độ sâu cho hình ảnh chúng ta. Đây các bạn thấy ví dụ camera chúng ta, người ta cố gắng đặt ở cái vị trí này để chúng ta thấy được con đường nó trải dài về phía sau, kết hợp với các cái nguồn sáng yếu ở phía xa, đúng không? Chiếc xe hơi chạy này nọ các thứ, nó sẽ giúp tạo thành cái độ sâu cho hình ảnh chúng ta. Nếu các bạn để ý là ví dụ bây giờ chúng ta dịch chuyển cái camera chúng ta xuống phía dưới một tí, đúng không? Chúng ta đẩy về phía bên trái một tí, thì các bạn thấy là cái khung hình chúng ta nó sẽ bị giới hạn lại ở cái con hẻm phía trước này thôi, chúng ta không thấy được cái con đường sau hút phía xa kia. Đó, thì như vậy nó sẽ làm cho hình ảnh chúng ta nó bị cụt, nó bị thiếu cái độ sâu. Cái lý do tại sao người ta chọn cái vị trí này để người ta canh cái khung hình. Sử dụng leading light, đúng không? Và các cái nguồn sáng để dẫn dắt con mắt của người xem. Bố cục các cái yếu tố ở các cái lớp foreground, middleground, background. Ở lớp nào thì chúng ta có cái tính chất của lớp đó, đúng không? Background chúng ta có thể là nó sẽ bị out focus, nhưng mà chúng ta sẽ có những nguồn sáng để làm sao nó đừng có tối quá, nó đừng có bị out, nó đừng bị loại khỏi khung hình thì nó không có hay. Làm sao đó cái những yếu tố nó đều, cả ba lớp nó đều có cái vai trò của nó. Sử dụng silhouette, đúng không? Như là trong bộ phim Fury. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về headroom, đúng không? Headroom là cái khoảng trống để cho những cái yếu tố trong cảnh quay chúng ta có cái khoảng trống để thở, đúng không? Chẳng hạn như là diễn viên chúng ta cũng cần cái khoảng trống ở trên đầu, hoặc là bên trái bên phải cái không gian của chủ thể để mà có cái khoảng trống để người ta thở. Chúng ta bố cục khung hình chúng ta đừng có đặt cái khung hình nó sát quá, nó bị cắt mất phần đầu hay là cắt mất vai, cắt mất những cái vị trí, những bộ phận nó không của chủ thể chúng ta, nhìn nó rất là kỳ. Chúng ta phải chừa một cái khoảng headroom cho cái chủ thể chúng ta, nó có cái chỗ để thở, được chưa? Trừ khi đó là những cái cảnh quay close up, chúng ta chủ ý chúng ta quay close up, thì cái đó thì chúng ta cắt một số cái bộ phận trên khuôn mặt cũng có thể được. Để cái hướng di chuyển của chủ thể chúng ta cũng phải anticipate nó, tức là chúng ta dự tính cái hướng đi, hướng di chuyển của chủ thể để chúng ta chừa cái khoảng trống trong việc bố cục khung hình. Và như mình nói, cái negative space nó cũng là một cái công cụ hữu hiệu, thường được dùng trong các tình huống tạo nên cái sự bất ngờ, sự giật gân trong các cái bộ phim, đúng không? Đó. Những cái khoảng trống đó chính là cái mà sẽ chúng ta có thể chèn vào các cái yếu tố giật gân. Sử dụng kết hợp với ánh sáng, ở đây mình chúng ta đã nghiên cứu về backlight, đúng không? tạo thành cái bố cục tôn lên cái gọi là cái outline, cái phần vóc dáng, phần viền của diễn viên, của chủ thể. Rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta đi vào một số cái kỹ thuật khác trong việc chúng ta bố cục khung hình và sử dụng cái bố cục đó trong việc chúng ta gọi là chúng ta xây dựng cái khung hình của chúng ta và kết hợp với chuyển động camera để mà chúng ta duy trì cái bố cục đó ha, gọi là film blocking. Thì cái đầu tiên là chúng ta nói về cái khung hình, được chưa? Đó. Thì như mình nói là con người chúng ta là luôn gọi là về mặt tâm lý đó, thì con người chúng ta dễ chú ý đến những chủ thể mà được đóng khung, được chưa? Đó, tức là khi mà chúng ta thấy những hình ảnh, những cái những cái hình ảnh và những cái yếu tố ở trong mỗi khung hình nào đó nó có sẵn cái khung, thì về thị giác thì con người chúng ta sẽ thấy dễ tiếp thu hơn. Và đó là cái lý do ví dụ các bạn thấy là chúng ta hay đóng khung hình ảnh, đóng khung tranh, đúng không? Chúng ta treo trên trên tường đó, thì đó cũng chính là cái yếu tố tự nhiên của con người đó. Thế thì khi mà chúng ta áp dụng nó vào trong khi mà chúng ta quay phim á, thì chúng ta không, cũng rất là khó để chúng ta có thể tự nhiên chúng ta có cái khung để chúng ta quay cái cảnh quay chúng ta, đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể tận dụng các cái yếu tố trong cảnh quay, được chưa? Để chúng ta lôi nó ra, tận dụng các yếu tố trong cảnh quay để chúng ta làm cái frame. Thì chẳng hạn như trong cái ví dụ của cảnh quay này đi, thì các bạn thấy là người ta tận dụng cái yếu tố có sẵn trong cảnh quay, đó là cái gương, được chưa? Và cái gương này nó có những cái khung tự nhiên đó, nó có những cái khung tự nhiên, và những cái khung này nó chia cái khung hình chúng ta thành 3 phần, các bạn thấy như vậy. Thì rõ ràng là đây là cái khung, cái gọi là cái natural framing, tức là cái khung được tạo thành từ những cái yếu tố có sẵn trong cảnh quay một cách rất tự nhiên, nó không có gượng ép mà người xem, nhưng mà đồng thời nó cũng tạo ra những cái khung để giúp cho người xem dễ tập trung vào cái chủ thể ha. Cái chủ thể chúng ta nó sẽ được tôn lên một cách rất là tự nhiên đó. Cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ thấy là người ta sẽ sử dụng rất nhiều các cái natural framing tương tự như vậy. Chẳng hạn như là khi, nhất là khi mà người ta muốn khắc họa những cái yếu tố tâm lý, sự khác biệt về tâm lý, sự khác biệt về quan niệm, thế giới quan giữa các cái nhân vật chẳng hạn, thì người ta thường hay sử dụng khung, tại vì nó sẽ cho thấy chúng ta thấy cái sự phân cách giữa các cái khung với nhau. Chẳng hạn như là trong cái hình ảnh phía bên trái của chúng ta ở đây, thì các bạn sẽ thấy người ta cùng sử dụng những cái khung tự nhiên, đó là cái gì? Là cái khung cửa sổ này, đúng không? Những cái khung cửa sổ, và nó chia thành hai thế giới, đúng không? Một bên là những cái người con gái rất là sành điệu này nọ, có cùng một cái quan niệm về quan điểm sống này nọ, đúng không? Còn phía bên phải chúng ta là cái nhân vật chính của chúng ta. Nhân vật chính chúng ta là một cái người phụ nữ khá là đặc biệt, nó tách biệt với những người phụ nữ khác. Đó, thế thì để thể hiện sự tách biệt về thế giới quan, về quan niệm, về cách sống, người ta sử dụng các cái natural frame này, những khung tự nhiên này để người ta chia đôi cái thế giới ra. Rất là hay, đúng không? Đó. Nó giống như là hai bức tranh đó, các bạn thấy giống như là hai bức tranh tương phản nhau. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng các cái khung cửa sổ này, đúng không, rồi khung cửa này để làm những cái natural frame là một cái mà các bạn có thể tận dụng, mà mình nghĩ nó cũng sẽ rất là dễ, đúng không? Tại vì cái đó thì có sẵn trong bất kỳ những cái set nào chúng ta định chúng ta quay, thì mình nghĩ cũng sẽ có cửa sổ và có cửa, đúng không? Đấy, thì cái đó là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng khi chúng ta quay. Ở đây thì hôm bữa mình có giới thiệu các bạn cái dự án deployment của hai cái bạn làm đồ án tốt nghiệp đấy, thì mình cũng cho các bạn xem lại một cái cảnh quay mà các bạn có tận dụng cái framing, cách tạo framing khi quay để chúng ta cùng xem. Đó là trong cái cảnh quay này, và các bạn sẽ thấy là ở đây thì cũng là chung trong một cái căn phòng, đúng không? Nhưng mà các bạn khá là khôn ngoan khi mà sử dụng những cái cây cột như thế này. Nó chia cái khung hình của chúng ta làm hai cái thế giới, đúng không? Một bên là cái chủ thể chính, nhân vật chính của chúng ta, và một bên là cái người bố, đúng không? Thế thì tâm lý giữa hai người này rõ ràng là có sự khác biệt. Người bố thì phản đối cái việc là cậu con theo đuổi hội họa, đúng không? Thế thì rõ ràng là có sự khác biệt, sự đối lập giữa hai khung hình, và cái việc mà chúng ta bố cục cái khung hình, chúng ta chia thành hai cái khung như thế này, nó sẽ giúp tạo nên cái thế giới quan dành cho người xem, người ta dễ nhận ra cái sự cách biệt này hơn là chúng ta phải nói bằng lời. Đôi khi là các bạn thấy là chúng ta không phải cần cái gì cũng phải nói ra, đúng không? Nhưng mà cái gì chúng ta cũng phải dùng lời thoại để chúng ta nói, mà chúng ta có thể dùng các cái yếu tố trong cảnh quay nó mang cái tính ẩn dụ, được chưa, để mà chúng ta đưa nó thành một cái thông điệp dành cho cái gì, dành cho người xem mà chúng ta không cần phải nói ra, được chưa? Rồi thì đây cũng là những cái ví dụ khác về framing. Nó cũng chỉ có thể đơn giản như là một cái chỗ hở ở trên cái tấm màn, cái tấm vải mùng, vân vân. Nói chung là đủ để làm sao đó nó focus, giúp chúng ta focus vào cái chủ thể. Thế thôi, rất là đơn giản. Hoặc nó có thể là gì, những cái bàn, những cái mặt phẳng nào đó nó có cái texture và cái leading line, đúng không? Như mình nói, cái leading line cũng là một cái yếu tố rất hiệu quả trong cái việc giúp điều hướng cái con mắt của người xem chúng ta, đúng không? Người xem chúng ta muốn người xem tập trung vào cái chủ thể nào, chúng ta có thể sử dụng những cái texture, những cái mặt phẳng, những cái đường dẫn, những cái leading line tự nhiên để nó hướng người xem vào chủ thể của cái cảnh quay. Thì ví dụ trong cái cảnh quay này các bạn thấy là rõ ràng là cái hành động mà chúng ta đang muốn tập trung đó chính là cái bàn cờ, đúng không? Hai người đang chơi cờ. Thế thì ngoài cái việc là cái bàn của chúng ta nó là một cái khung tự nhiên như thế này rồi, nó là một cái khung hình tròn tự nhiên rồi, và nó còn có những cái leading line, những cái tấm đan leading line như thế này, nó dẫn cái con mắt chúng ta tập trung vào cái bàn cờ, yeah. Rất là tự nhiên, rất là đẹp, mà chúng ta không cần phải dùng những cái kỹ thuật gì cao siêu cả, chúng ta chỉ cần một cái bàn thôi. Chúng ta có một cái bàn mà nó có cái texture như thế này, nó có cái hình dạng như thế này là chúng ta cũng có thể ứng dụng nó rồi, đúng không? Đây cũng là một cái khung tự nhiên. Ngoài ra nữa thì những cái frame được tạo thành từ chúng ta cũng có thể tạo thành từ các cái gọi là cái nhân vật thứ hai ở trong cảnh quay, chẳng hạn khi chúng ta quay over the shoulder, đúng không? Quay thông qua vai của người đối diện, của nhân vật đối diện, đúng không? Hoặc là qua, nhưng bạn thấy những cái bộ phận khác của con người, của cơ thể con người cũng có thể sử dụng để làm cái frame. Này thì các bạn thấy là một cái ví dụ trong phim cổ trang Đấy, mà mặc dù nó cũng đã rất là xưa rồi, nhưng mà các bạn thấy là cái việc người ta ứng dụng cái framing nó là đều có thể đã ứng dụng rồi, đúng không? Đấy. Ở đây thì người ta bố cục mà dựa vào cái gì, sử dụng những cái natural framing là cái song sắt nhà tù, đúng không? Nó tạo thành những cái hình cái frame hình chữ nhật như thế này, và một khi mà bố cục hai nhân vật ở hai phía, đúng không, nó sẽ cho thấy cái sự đối lập về mặt cảm xúc mà đang diễn ra. Và đó cũng chính là cái những cái bố cục các bạn thấy cũng rất là thường thấy ở trong các cái bộ phim, nhất là những bộ phim hoặc là trong các cái poster của các cái phim hoạt hình Nhật Bản, đúng không? Bạn thấy người ta hay bố cục trái phải như thế này, cân đối hai bên, cân xứng. Có thể là một bên là mỗi bên là thể hiện một cái mặt nào đó của một con người, hoặc là cái mặt đối lập nào đó giữa cái thiện cái ác, vân vân, đúng không? Là một cái bố cục rất là thường thấy. Đây là một cái ví dụ trong phim The Godfather. Thì nhân cái ví dụ này nó thú vị ở chỗ là người ta kết hợp cái việc chúng ta sử dụng khung, cái frame, đó chính là gì? Đó là cái cửa, đúng không? Cái cửa này có một cái kính ở giữa, chúng ta có thể thấy được cái hành động diễn ra phía sau. Vậy người ta kết hợp như vậy với cái gì? Với cái bố cục wide shot, được chưa? Medium shot đến wide shot, tức là cảnh cũng khá là rộng. Người ta bố cục cái cảnh như thế này nè, tại vì như thế nào để chúng ta có thể thấy được cái hành động, cái mối nguy hiểm đang chờ đợi cái người cảnh sát khi mà nếu mà anh ta bước vào cái căn nhà này, đúng không? Thì rõ ràng là vừa là có cái framing để chúng ta chú ý đến cái diễn tiến xảy ra đằng sau cái cửa, vừa là chừa cái negative space cho những cái hành động có thể xảy ra. Chẳng hạn như khi anh cảnh sát mở cửa một cái thì sẽ có những hành động diễn ra, và chúng ta sẽ canh được cái hành động đó trong cái khung này. Chúng ta đã chừa sẵn cái negative space như vậy, đúng không? Và cũng khiến cho khán giả sẽ hồi hộp hơn, tại vì người ta sẽ biết, người ta thấy được cái hành động nào sắp diễn ra. Việc tận dụng các cái gương ở trong khi chúng ta quay phim cũng là một cái kỹ thuật mà các bạn cũng nên tận dụng, tại vì gương nó sẽ và những cái phản chiếu ở trong gương á, nếu chúng ta biết sử dụng tốt thì nó sẽ tạo ra cái tính bất ngờ cho người xem. Bất ngờ là như thế nào? Có nghĩa là khi mà người ta nghĩ là cái hình ảnh đó là cái hình ảnh thật của diễn viên, của chủ thể, thì thực ra đó là cái hình ảnh được phản chiếu qua gương, đúng không? Đó là cái tạo ra cái tính bất ngờ đó. Thì ví dụ như là trong đây là một cái sự kiện, thì ví dụ đây là trong phim Alive, và các bạn sẽ thấy là trong cái cảnh quay này đó thì nó xuất phát từ trong cái hình ảnh phản chiếu của cái người chủ diễn viên chính của chúng ta trong gương, và sau đó thì camera dần dần đô ly ra. Và các bạn thấy là nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy bất ngờ. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy là chúng ta thấy được cái hình ảnh mà chúng ta đang quan sát đó chính chỉ là cái hình ảnh phản chiếu trong gương thôi, đúng không? Nó vừa tạo ra cái tính bất ngờ cho người xem, và đồng thời nữa thì đây là một cái cách bố cục rất là hay. Là tại vì sao? Tại vì chúng ta vừa tập trung được vào cái chủ thể là người nữ chính của chúng ta, nhưng mà vì cái người nam chính chúng ta ngồi đối diện, cho nên là nếu mà muốn cho người nam chính chúng ta ở trong khung hình luôn thì rất là khó. Thế cho nên là người ta nghĩ ra cách là sử dụng cái gương, đúng không? Để người ta làm cái, để đưa cái người diễn viên nam chúng ta vào trong cái khung hình một cách rất là tự nhiên, mà không cần phải bố trí cái người nam chính này ngồi trình hình ở chung với khung hình của cái người nữ này. Rõ ràng đây là một cách có thể nói là rất sáng tạo và rất thông minh, đúng không? Đây cũng là một cái ví dụ về cái việc chúng ta sử dụng camera để chúng ta và gương để chúng ta Thế thì trong cái cảnh quay này nó có hai điểm đáng chú ý. Cái thứ nhất là cái chuyển động camera. Cái chuyển động camera này cho thấy cái sự lên kế hoạch rất là kỹ. Đó là sao? Đó là nó kết hợp từ cái lúc mà cô gái này đi từ phía xa, camera follow với cô gái này cho đến khi mà camera xoay một vòng như thế này, rồi đến khi mà cái anh chàng này xuất hiện trong cái gương, được chưa? Thì rõ ràng đây là một đường đi camera khá là phức tạp, nhưng phải không ha? Phức tạp ở chỗ là làm sao chúng ta canh được cái chủ thể chúng ta canh được headroom, chúng ta canh được bố cục, chúng ta xoay một vòng chúng ta vẫn tập trung được xung quanh cái chủ thể của mình, đúng không? Rồi chúng ta dừng lại ở một cái điểm nào đó để cho vừa đúng cái chỗ là cái natural frame của chúng ta, đó chính là cái gương, nó sẽ xuất hiện trong khung hình và nó sẽ phản chiếu cái hình ảnh của nhân vật thứ hai của chúng ta, mà chúng ta không cần phải đưa camera đi qua đi lại để mà vừa quan sát cô này rồi vừa quan sát cái chủ thể, được chưa? Thì đây rõ ràng cũng là một cách ứng dụng gương kết hợp với camera movement rất là thông minh, đúng không? Đó. Cho nên các bạn thấy là không phải lúc nào chúng ta cũng cứ phải có hai chủ thể gì đó thì chúng ta cứ phải xoay qua xoay lại hết chủ thể này đến chủ thể kia. Chúng ta có thể dùng những cái gương ở trong cảnh quay, trong bối cảnh của chúng ta, có những gương, chúng ta sẽ dùng cái gương đó để chúng ta làm cái frame và làm cái công cụ để chúng ta có thể quan sát cái chủ thể kia mà chúng ta không tách rời khỏi cái chủ thể hiện tại, sẽ là một cách rất là hay đó. Về cái chuyển động camera dạng này thì các bạn xem thử cái đoạn này để biết cái cách người ta sử dụng cái camera. Đấy, thì cái này là một cái đoạn di chuyển cũng tương tự như là cái frame bên trái của chúng ta ha. Thì bên đây thì camera người ta sẽ cầm bằng cái thiết bị gimbal và người ta sẽ dùng tay để người ta đưa cái camera đi, và cái camera này nó sẽ di chuyển và nó sẽ di chuyển xung quanh các cái chủ thể đang xuất hiện, để làm sao đó nó xoay qua xoay lại xung quanh cái chủ thể. Và đôi khi các bạn thấy là cái chúng ta cũng phải có một số cái maneuver, tức là một số cái di chuyển, chẳng hạn như cái nhân vật diễn viên chúng ta phải chui xuống phía dưới cái máy này, đúng không? Để mà luồn ra phía sau. Thì thực ra cái đó cũng chả vấn đề gì đó, chúng ta phải lên kế hoạch thôi. Tức là khi đến chỗ nào thì anh nào phải cúi xuống, phải luồn ra sau, rồi cái camera di chuyển sao chúng ta phải tập hết, chúng ta phải lên kế hoạch hết, đúng không? Đó là cái mà mình nói là chúng ta phải luyện tập và lên kế hoạch thì chúng ta mới có được cái kỹ thuật film blocking nó hiệu quả hơn. Đây cũng là một cái ví dụ. Đây là một ví dụ về sử dụng gương, nhưng mà ở đây thì nó mang cái tính biểu tượng hơn, được chưa? Thì khi mà nhân vật chúng ta ở đây thì nhân vật chính chúng ta vừa làm một cái hành động không được gọi là không được đạo đức lắm, và cảm thấy có lỗi với cái người kia, với cái chủ thể kia, đúng không? Thì để biểu thị cái cảm xúc của cái nhân vật chính, cái chủ thể chính của chúng ta, thì người ta sẽ sử dụng cái gương, người ta phản chiếu cái khuôn mặt của chủ thể của chúng ta mà chúng ta không cần thay đổi cái góc máy, chúng ta vẫn sử dụng một cái góc máy duy nhất thôi, nhưng mà nhờ vào cái gương này mà chúng ta có thể quan sát được cái cảm xúc, một chút cái cảm xúc. Và đồng thời là khi mà nói về gương, tức là phản chiếu cái con người của chúng ta đó, phản chiếu cái lương tâm, nội tâm trong con người của mình đó. Thì cái việc mà sử dụng gương nó sẽ cho thấy cái sự đấu tranh nội tâm, cái sự gọi là soi lại chính mình của cái chủ thể của mình. Tức là chủ thể chúng ta biết là chúng ta làm những cái hành động không có tốt, nhưng mà bắt buộc là phải làm, chẳng hạn vậy, đúng không? Thì đó là cái tác dụng khi mà chúng ta sử dụng gương. Và cũng là thể hiện cái sự chúng ta phải lên kế hoạch cho cái việc chúng ta bố cục cái khung hình. Cái bundle framing tức là cái gì, cái này thì rất là đơn giản thôi, thường áp dụng trong những cái tình huống mà nhân vật chúng ta sao thì thường các bạn thấy chúng ta núp ở trong những cái một cái không gian nào đó kín, chúng ta quan sát cái sự kiện bên ngoài đó, áp dụng trong rất nhiều phim, mà những phim chẳng hạn về kinh dị hoặc là những gì đó thì người ta hay có những cảnh núp ở trong tủ quần áo nhìn ra thấy những kẻ sát nhân này nọ các thứ, thì rõ ràng là cái này cũng là một dạng framing đó. Kiểu như chúng ta đang nhìn ra ngoài với con mắt của cái người đang núp bên trong, đúng không? Thế thì cái tác dụng của cái bundle này á, tức là tác dụng khi chúng ta sử dụng cái những cái frame dạng này đó là gì, có nghĩa là nó sẽ đặt chúng ta vào cái góc nhìn của cái người đang núp, là cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là nó tạo ra cái cảm giác hồi hộp, đúng không? Tại vì nhìn qua những cái khe này chúng ta sẽ không thấy rõ các cái sự việc mà chúng ta cảm thấy nó hồi hộp hơn so với cái việc mà chúng ta có một khung hình trống hoàn toàn xảy ra những sự kiện như thế, thì nó sẽ rất là chán, đúng không? Nên chúng ta sẽ ẩn giấu nó đằng sau những cái frame như thế này, nó sẽ nửa kính nửa hở, nó sẽ hấp dẫn hơn. Tiếp theo nữa thì cái việc mà chúng ta framing, tức là đóng khung các cái yếu tố trong cảnh quay, cũng có thể được thực hiện bằng cách chúng ta bố cục các cái vị trí của chủ thể. Bố cục vị trí là sao, có nghĩa là chúng ta đặt các cái chủ thể trong cảnh quay sao cho nó tạo thành các cái shape, được chưa? Mà ở đây cái shape phổ biến đó là cái tam giác, người ta gọi là cái triangle frame đó. Thì tại vì cái bố cục tam giác nó rất là cân bằng, nó rất là chắc chắn, được chưa? Nó tạo thành một cái frame tự nhiên rất là thuận mắt cho người xem, cho con người. Thế thì ở đây trong cái khung hình này các bạn thấy người ta bố cục chỗ ngồi của ba cái nhân vật của chúng ta, và nó tạo thành, nó form thành một cái tam giác, cái hình tam giác đó. Được chưa? Người này thì nhìn qua người kia nhìn qua người nọ, và cái ánh nhìn nó cũng sẽ tạo thành các cái đường leading line liên kết ba cái chủ thể này. Tương tự như vậy là cái cảnh quay này, người ta bố cục vị trí của ba cái chủ thể chúng ta, được chưa? Theo vị trí hình tam giác, và cũng sử dụng các cái leading line, cái tầm cái ánh nhìn của các cái chủ thể này với nhau để mà kết nối cái vị trí tam giác này. Những cái chuyển động camera thì chúng ta đã tìm hiểu qua rồi, đúng không? Chúng ta có pan, có tilt, có roll, đó là những ba cái chuyển động camera đứng yên mà chúng ta có thể thực hiện dựa trên cái tripod. Còn lại thì ba cái chuyển động dolly, tracking và boom zip thì có thể được thực hiện dựa vào cái việc đặt cái camera chúng ta trên những cái thiết bị như là xe hoặc đường ray, đúng không? Thế thì các cái việc chúng ta sử dụng các cái chuyển động camera như thế này nó cũng có những cái ý nghĩa riêng, mỗi cái nó đều có ý nghĩa riêng, đúng không? Việc chúng ta sử dụng cái pan, thường là cái pan, cái tilt, cái camera tilt tức là camera xoay lên như thế này á, thì thường là chúng ta cũng sẽ thấy sử dụng khi mà chúng ta muốn giới thiệu cái bối cảnh, đúng không? Sẽ thường rất là thường thấy. Kết hợp cái góc máy low angle, high angle với cái camera tilt cũng là một cái mà thường sử dụng một cách rất là sáng tạo. Chẳng hạn ở đây là trong một cảnh quay trong phim Batman. Nó sáng tạo ở chỗ là như thế nào? Nó sẽ tạo ra cái tính bất ngờ cho người xem. Tại vì như các bạn thấy là cái biểu tượng người dơi nó được chiếu lên ở phía trên cao, ở trên bức tường phía trên cao của chủ thể chúng ta, Và khi mà chúng ta sử dụng cái góc máy hai angle lúc đầu thì nó sẽ không cho chúng ta thấy được cái biểu tượng người dơ cho đến khi mà cái camera nó tilt lên, được chưa? Đó, thì đây là một cái cách review ra những cái hình ảnh ấn tượng một cách rất là hay và rất là sáng tạo, kết hợp giữa high angle và low angle và với cái chuyển động camera. Những cái chuyển động về như là dolly, tracking, những chuyển động này thì như mình nói hôm bữa mong là đều là những cái chúng ta nên tìm hiểu, nên áp dụng thử nghiệm, sẽ giúp mang lại cho cái cảnh quay chúng ta những cái yếu tố điện ảnh cinematic rất là hay. Mình thì mình nói nhiều như vậy nhưng mà mình biết là các bạn rất là lười áp dụng. Đấy, có nhiều bạn là cắm cái máy rồi quay có một chỗ duy nhất từ đầu đến cuối, lâu lâu quay máy qua quay máy lại một chút, thì nó sẽ không có đẹp đâu, nó không có mang cái tính nghệ thuật. Chúng ta phải sử dụng các cái chuyển động camera, được chưa? Thì nó cái hình ảnh video phim ảnh chúng ta nó mới có cái tính nghệ thuật và điện ảnh trong đó. Cái này là cái thiết bị slider, đại khái nó là một thiết bị nó có gắn dây và cái nó sẽ giúp di chuyển cái camera của chúng ta đi theo cái trục này, được chưa? Chúng ta có thể điều khiển bằng app hoặc là chúng ta có thể đặt máy lên cái đặt máy lên cái một chiếc xe có người đẩy. Thì thường là những cái chuyển động tracking dolly này nó sẽ giúp chúng ta làm gì? Chúng ta di chuyển theo cái chủ thể, được chưa? Và nó sẽ giúp chúng ta hạn chế cái độ rung khi mà chúng ta quay nếu chúng ta dùng tay. Đấy. Như vậy thì nó vừa nghệ thuật mà nó vừa chuyên nghiệp. Cái parallax thì nó cũng tương tự như cái slider, tức là cái dolly của chúng ta, nhưng mà nó sẽ tập trung quanh một cái điểm focus, nó gọi là parallax. Những cái chuyển động push in, pull back và push out, đúng không? Push out tức là sao? Tức là camera chúng ta sẽ kéo lùi lại một cách rất là nhanh. Thì thường là để giúp chúng ta ngay lập tức cho thấy một cái hành động nào đó, bởi vì cái hành động đó có thể nó sẽ chiếm nhiều không gian trong cái khung hình hơn, cho nên chúng ta cần cái không gian, chúng ta phải đẩy camera ra phía sau để cho chúng ta thấy thường là những cảnh hành động diễn ra nhanh, đúng không? Còn push in tức là chúng ta dần dần chúng ta đưa vào để tập trung vào một cái yếu tố, một cái chủ thể nào đó, thì lại ngược lại là chúng ta muốn tập trung vào một cái yếu tố nào đó, chúng ta không phải là muốn đưa ra để chúng ta quan sát toàn bộ cái bối cảnh, mà là chúng ta muốn tập trung vào một cái chủ thể, chẳng hạn như một cái hành động nào đó quan trọng, đúng không? Và thường cái là push in này thì nó cũng hay dùng để đưa ra cái cảm xúc của chủ thể chúng ta. Thì các bạn thấy thường với những cảnh mà cần cái thể hiện cái sự cảm xúc á, nhân vật đang suy nghĩ, đang quan sát, đang tưởng nhớ gì đó, một cái cảm xúc gì đó, thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta dolly cái camera vào nhẹ nhẹ như vậy, thì nó sẽ giúp cho cái nhân vật gọi là cái khung hình nó ấn tượng hơn. Thì cái việc chúng ta kết hợp giữa cái zoom và cái dolly nó sẽ tạo thành một cái hiệu ứng mà các bạn sẽ có thể thấy nó khá là phổ biến, cũng được áp dụng nhiều ở trong phim điện ảnh. Cái chuyển động này nó sẽ kết hợp như thế nào? Có nghĩa là cái camera chúng ta đó nó sẽ zoom vào cái chủ thể, nhưng mà cái camera nó sẽ dolly đi ra, được chưa? Nó ngược chiều như vậy, một cái là zoom vào, một cái là dolly đi ra, thì cái hiệu ứng nó sẽ như thế này. Tức là tuy chúng ta zoom vào chủ thể nhưng mà cái bối cảnh thì nó sẽ được zoom, nó sẽ được dolly đi ra, thì nó tạo thành cái hiệu ứng như thế này. Đây là một cái ví dụ trong phim Panic Room trong bộ phim này thì người ta cũng sử dụng cái kết hợp những cái zoom và cái dolly. Và cái dolly thì người ta đưa camera đi vào, trong khi cái zoom thì lại zoom ra. Cái gọi là người ta vừa dolly và người ta vừa xoay cái lens để nó zoom ra, đúng không? Đấy, thế thì cái khung hình này nó hay ở chỗ là nó vừa giữ cho cái kích thước của chủ thể ở trong cảnh quay không có bị thay đổi nhiều xuyên suốt cái khung hình, được chưa? Cũng có sự thay đổi nhưng mà không có nhiều. Và bên cạnh đó thì nó vẫn cho chúng ta thấy được cái bối cảnh dần dần nó được mở rộng ra, đúng không? Và cái việc mà mở rộng bối cảnh như thế này đó, nó cũng phù hợp với cái gọi là cái chủ đề của bộ phim, đó là cái gì? Đó là đây là bộ phim nói về hai người phụ nữ đã vượt qua được những cái mối nguy hiểm và những cái khó khăn để mà cuối cùng có thể tìm thấy cái sự tự do. Thì đó chính là thể hiện là cái thế giới đang dần dần mở ra, cái thế giới tự do và thế giới hạnh phúc đang dần dần mở ra với hai nhân vật chính của chúng ta. Rất là hình ảnh rất là ý nghĩa và phù hợp với chủ đề, đúng không? Pedestal hay là hồi nãy nói là boom hoặc là zip, đó là những cái chuyển động theo chiều dọc của camera. Thì các bạn thấy là chuyển động theo chiều dọc thì thường chúng ta gắn cái camera vào một cái crane, và cái crane đó nó sẽ di chuyển camera chúng ta từ trên cao xuống phía dưới hoặc từ phía dưới lên cao ha. Những cái chuyển động này thì chúng ta không ít khi chúng ta dùng tay được, tại vì là con người thì không có thể nào đưa camera lên cao như vậy được, nên chúng ta phải dùng những cái thiết bị chẳng hạn như là cần cẩu, đúng không? Hoặc là những cái tripod rất là để chúng ta có thể đưa cái camera chúng ta di chuyển lên xuống. Thì nó sẽ phục vụ một số cái tình huống chúng ta cần, chẳng hạn như là trong cái cảnh quay này người ta sử dụng cái camera di chuyển theo chiều dọc như vậy, theo trục dọc đó. Và cái mục đích là tại vì người ta muốn review ra một cái sự thật đang ở phía dưới cái sàn, được chưa? Và nó sẽ cho thấy cái mối nguy hiểm đang diễn tiến ở trong cái cảnh quay, đó là nếu mà những người trốn ở phía dưới cái hầm này mà bị phát hiện bởi cái tên sĩ quan người Đức, đúng không, thì sẽ rất nguy hiểm. Thế thì camera lẳng lặng, người ta cho camera di chuyển xuống một cách rất là êm ái như thế này, để mà vừa không có tác động đến cái bối cảnh của chúng ta, mà vừa cho chúng ta thấy cái mối nguy hiểm nó đang hiện hữu ở phía dưới. Thì cái chuyển động dạng chiều dọc này nó sẽ phát huy trong một số tình huống như vậy. Và cái việc mà gắn camera vào crane hay jeep thì cũng sẽ được sử dụng khi mà chúng ta cần quay những cái cảnh quay mà nó mà nó cần cái sự di chuyển trong ra những cái vị trí mà khó với tới. Chẳng hạn như là trong bộ phim James Bond, thì các bạn thấy là cái camera chúng ta được gắn vào trên một cái crane, đó là vì khi mà anh chàng này di chuyển ở trên gọi là những cái sân thượng của các cái tòa nhà đó, thì người ta muốn có một cái góc máy overhead, vừa thấy được cái chủ thể của chúng ta, vừa thấy được những cái sự kiện diễn ra dưới đường. Để làm chuyện đó thì chúng ta cần góc máy rất là cao, và đôi khi là cái góc máy nó phải nó sẽ hơi lệch về phía ngoài, để nó tạo thành cái góc máy thú vị hơn và hấp dẫn hơn, dynamic hơn. Thì lúc này là lúc mà chúng ta cần sử dụng cái crane. Thì tập hợp các cái một số bài của kỳ trước khóa dựng phim, mình cũng lưu ý các bạn, đó là cái việc mà chúng ta quay đó thì luôn luôn chúng ta ghi nhớ trong đầu là chúng ta cố gắng tạo ra cho cảnh quay chúng ta một cái tính dynamic, được chưa? À, chứ chúng ta đừng có đặt cái máy chúng ta đứng yên suốt từ đầu đến cuối. Tất nhiên là cũng sẽ có những cảnh chúng ta cần bố cục tĩnh chứ không phải là không, đúng không? Tất nhiên có những cảnh, ví dụ những cảnh nội tâm, những cảnh suy tư của nhân vật, chúng ta có thể bố cục nhân vật ở góc 1/3, ngồi trên một băng ghế góc 1/3 và khung cảnh sẽ đứng yên để cho thấy cái nội tâm nhân vật. Đó, thì có thể như vậy, nhưng mà như mình nói là đó là cái việc chúng ta nên cố gắng hạn chế, là sử dụng góc máy tĩnh từ đầu đến cuối. Chẳng hạn như là bài của bạn này, chẳng hạn như bạn thấy là bạn sử dụng những cái góc máy tĩnh như thế này, nhìn nó từ đầu đến cuối khá là nhiều, và nó nhìn nó rất là, nó thật là nó rất là chán, và nó không có mang lại nhiều cái yếu tố nghệ thuật. Thì những bài các bạn khác, các bạn thấy là ví dụ chúng ta sử dụng chuyển động camera, đúng không? Thậm chí là với những cái góc máy đơn giản thôi, những góc máy close up, rồi lúc mà quay vào những cái vật thể nhỏ như này, đúng không? Chúng ta cũng sử dụng những cái chuyển động camera, những cái zoom nhẹ nhẹ, những cái làm sao đó cho cái khung hình nó có cái tính năng động một chút, được chưa? Thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Nếu như bạn thấy là đây là một cái cảnh tập trung vào cái chủ thể chúng ta, nhưng mà chúng có kết hợp với cái camera từ từ nó zoom nhẹ vào, được chưa? Nó cũng là một cái giúp cho cái khung hình nó đỡ chán hơn. Đấy. Ví dụ cái chủ thể chúng ta đang ngồi suy tư, chúng ta cũng có thể cho cái camera nó đô ly một chút, đúng không? Nhìn nó sẽ nghệ thuật và nó hay hơn rất là nhiều. Rồi thì một cái kỹ thuật quan trọng ở trong cái phim blocking đó là cái gì? Đó là chúng ta xác định cái bố cục của cảnh quay, đúng không? Bố cục khung hình. Nhưng mà để mà xác định được cái bố cục khung hình thì chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải có cái chủ thể của mình, đúng không? Chúng ta phải xác định được cái chủ thể đó. Nếu chúng ta không có chủ thể thì chúng ta cũng đâu biết là cái tập trung vào cái nào, đúng không? Đó, thế thì để xác định cái chủ thể chính trong cảnh quay thì không phải lúc nào cũng là cái nhân vật chính của chúng ta, đúng không? Có thể nó là cái nhân vật có cái tầm quan trọng trong cảnh quay, còn cái nhân vật chính chúng ta cũng chưa chắc là cái chủ thể. Nói chung cái chủ thể chính là cái nhân vật, là cái yếu tố mà sẽ điều khiển cái đường đi của camera, được chưa? Đó, chứ không nhất thiết phải là cái nhân vật chính đâu. Thì điều khiển đường đi có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái chủ thể của chúng ta đi đến đâu thì cái camera chúng ta sẽ đi đến đó. Thì đó gọi là cái character blocking, tức là chúng ta sẽ thực hiện kỹ thuật blocking dựa vào cái chủ thể. Thì trong cả cái ví dụ này thì người ta đi cái camera từ ngoài cửa sổ, được chưa? Và cái lúc đầu thì người ta đang nói chuyện về cái cậu bé này, cho nên cái cậu bé này chính là cái chủ thể đầu tiên của chúng ta. Sau đó thì người ta zoom ra để người ta thấy được cái chủ thể đang, cái bà mẹ đang nói chuyện về cái cậu bé đó. Thế thì cái bà mẹ này bây giờ đã trở thành cái chủ thể chính, được chưa? Và bà mẹ này một khi đã trở thành chủ thể chính rồi thì khi mà bà này bà di chuyển đến cái vị trí nào đó thì camera sẽ đi theo, các bạn thấy không? Đó, bà đi thì camera đi, và bà ngồi lại thì camera sẽ dừng lại. Đó chính là cái yếu tố mà mình nói là cái chủ thể chính của chúng ta, nó sẽ điều khiển đường đi camera là như vậy đó, được chưa? Chứ nếu mà bà này bà đi rồi camera dừng, camera không đi theo bà thì đâu có còn gọi là chủ thể nữa. Ví dụ bà này bà ngồi, camera lại tiếp tục đi, thì lúc đó có thể là chúng ta đang muốn chuyển sang cái chủ thể khác, cái đó thì mình không biết. Nhưng mà như mình nói là chủ thể chính là cái mà sẽ điều khiển đường đi camera của chúng ta, được chưa? Và cũng nhân tiện nói luôn là về cái bố cục khung hình ở trong cái cảnh quay này cũng rất là hay. Các bạn thấy là người ta sử dụng cái cách bố cục mang tính chiều sâu, đúng không? Ở phía xa cái khung cửa sổ, cái natural frame nó vẫn khắc họa cái cậu bé ở phía xa, đó chính là cái yếu tố tạo nên cái độ sâu cho cảnh quay đó. Và chúng ta có đầy đủ các yếu tố ở foreground này, middle ground này, background đầy đủ ha. Bạn thấy là ngay từ những thời mà phim ảnh trắng đen hồi xưa mà người ta đã ứng dụng các kỹ thuật rất là các yếu tố nghệ thuật rất là hay rồi, đúng không? Đấy, thì đây cũng là một cái ví dụ mà chúng ta thấy là khi mà ở trong một cái bối cảnh, ở đây là một cái bối cảnh mà các bạn thấy có rất là nhiều người, thì cái việc mà xác định cái chủ thể chính là rất quan trọng để cho người xem ta còn theo dõi nữa, đúng không? Mình ta biết là ai là cái nhân vật quan trọng trong đây. Thế thì để mà xác định như vậy thì như mình nói, cái chủ thể chính chính là cái mà sẽ đi theo cái camera, đi theo cái chủ thể của chúng ta. Và đây rõ ràng là khi mà cái tên sĩ quan người Đức này bước vào thì hắn bước một cái thì camera đi, và camera sẽ đi đúng với đến cái đường đi mà tên sĩ quan này đi. Và tên sĩ quan này đặt cái nón xuống bàn và ngồi xuống bàn thì cái camera cũng di chuyển nhẹ về cái hướng cái bàn để cho thấy cái hành động của tên sĩ quan này, và trừ cái headroom cho tên sĩ quan này hành động, được chưa? Thế thì rõ ràng đây là cái chủ thể đang chiếm sức mạnh ở trong cảnh quay. Và người xem người ta sẽ thấy được cái tầm quan trọng của tên sĩ quan này trong cái cảnh quay, được chưa? Và cái sự đe dọa từ cái tên sĩ quan này gây ra cho những người ở trong căn nhà này. Thì rõ ràng là chỉ cần dựa vào camera thôi, đúng không? Dựa vào cái chuyển động camera thôi, chúng ta cũng có thể xác định được cái độ nặng nhẹ giữa các cái chủ thể trong một cái cảnh quay. Những ví dụ khác là các bạn thấy là đa phần thì cái camera đều di chuyển theo cái chủ thể của chúng ta. Chủ thể chúng ta di chuyển thì camera sẽ di chuyển. Ở trong đây chúng ta có hai cái chủ thể, nhưng mà chủ thể nào chính thì người ta sẽ di chuyển theo cái chủ thể đó, được chưa? Ở đây thì là một cái ví dụ mà các bạn sẽ thấy là chủ thể của chúng ta di chuyển khá là nhiều ở trong bối cảnh, được chưa? Và trong cái ví dụ này chúng ta sẽ thấy là ngoài cái việc sử dụng đường đi của camera thì cái vị trí của các cái diễn viên nó cũng phải được sắp xếp để làm gì, để mà chúng ta có được cái đường leading line hướng vào cái chủ thể. Thì các bạn thấy ở đây là khi mà camera chúng ta lúc đầu tập trung vào cái quả bóng, đúng không? Sau đó camera chúng ta zoom out ra, và khi mình zoom out ra thì bắt đầu là chúng ta có 4 cái nhân vật ở đây. Thế thì để xác định được cái chủ thể, đúng không? Để chúng ta block cái chủ thể thì bắt buộc phải có chuyển động camera. Thì khi mà cái chủ thể chúng ta di chuyển, chủ thể chúng ta di chuyển đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta. Và cái chủ thể chúng ta di chuyển, lập tức cái camera sẽ di chuyển. Và khi mà camera di chuyển thì các cái chủ thể khác, các nhân vật khác cũng sẽ sắp xếp lại vị trí ngay lập tức. Ba người này sẽ lập tức xếp hàng qua phía này và xoay lại để nhìn về hướng cái chủ thể của chúng ta, được chưa? Thì rõ ràng là ba cái ánh nhìn này nó sẽ là cái leading line để hướng vào cái chủ thể của chúng ta. Chủ thể của chúng ta cũng sẽ được bố cục đâu đó gần cái 1/3, được chưa? Là những cũng là cái khu vực dễ trọng tâm của khung hình rồi. Đó thì rõ ràng là như các bạn thấy là việc chuyển đổi cái chủ thể giữa cái quả bóng sau đó chuyển sang cái chủ thể nhân vật của chúng ta, thì cái cách hay nhất đó là chúng ta sử dụng camera. Tại vì như mình nói đó là nhân vật di chuyển nó sẽ điều khiển camera đi theo, và Sau đó thì chúng ta cũng phải lên kế hoạch cho việc sắp xếp lại vị trí của các cái nhân vật khác sao cho nó tôn lên cái vị trí của cái chủ thể chính, được chưa? Thì đây cũng là một cái ví dụ người ta kết hợp giữa cái chuyển động dạng pedestal, tức là camera sẽ di chuyển theo trục dọc, đúng không? Lúc đầu các bạn thấy là camera di chuyển theo trục dọc, và sau đó thì có kết hợp với chuyển động gì? Chuyển động tilt, tức là camera có nhích cái đầu lên một tí, và cái mục đích là gì? Mục đích là tạo ra một cái góc low angle. Cái góc low angle này để khắc họa một cái mối đe dọa rất là lớn xuất hiện ở ngay phía trên đầu các cái nhân vật chính của chúng ta. Thì ở đây là một cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cái chuyển động camera, bố cục khung hình, lên kế hoạch của cảnh quay, đúng không? Các bạn thấy cái việc kết hợp giữa camera di chuyển như nào, di chuyển theo trục dọc đến cái vị trí nào, rồi ngách cái kênh đầu camera lên đến khoảng nào, người ta đã tính toán hết, và cái ý nghĩa trong cảnh quay đều đã có ý nghĩa sẵn hết rồi, đúng không? Và khi mà chúng ta chuyển cái camera từ thành cái low angle cũng chính là cái lúc mà chúng ta muốn tôn lên cái tầm vóc của kẻ thù, đúng không? Tức là chúng ta muốn cho thấy là những nhân vật chúng ta đang bị đuổi theo bởi một cái kẻ thù rất là nguy hiểm, đúng không? Rất là kinh dị. Thì chúng ta đổi thành cái góc low angle ngay lập tức, rất là hay, đúng không? Đây là cái ví dụ mà các bạn thấy người ta sẽ đưa cái chuyển động camera nó đi theo cái hành động của diễn viên. Thì nếu mà chúng ta đưa cái chuyển động mà nó đi theo hành động diễn viên như thế này, nó sẽ giúp tạo ra cái sức mạnh cho cái cảnh quay. Bạn thấy ở đây là khi mà nhân vật chúng ta cầm cái búa, cái rìu chặt vào cái cửa thì camera cũng đi theo, đúng không? Mỗi nhát rìu là camera đi theo. Đấy. Mỗi nhát rìu là camera đi theo. Rõ ràng đây là một cái sẽ giúp chúng ta tăng cái độ mạnh của cái hành động của diễn viên, và đồng thời đây cũng là một cái kỹ thuật blocking cũng khá là phổ biến, nhất là khi mà diễn viên chúng ta có những cái hành động nhanh mạnh, đúng không? Thì chúng ta thường là đưa camera đi theo cái hành động diễn viên luôn, để mà vừa đi theo được chủ thể mà vừa tăng cái độ mạnh của cái hành động đó. Trong cảnh quay này thì nó là một cái cảnh quay kết hợp giữa cái camera pan, từ trái sang phải, từ phải sang trái. Và khi mà camera pan như này đó thì kết hợp giữa các cái chuyển động, cái hướng chuyển động, kết hợp giữa cái ánh nhìn của các cái nhân vật hướng đến cái chủ thể, thì nó sẽ giúp chúng ta điều hướng cái tầm nhìn chúng ta vào cái chuyển động của người chủ thể này, đúng không? Ngoài cái camera nữa, camera di chuyển theo chủ thể là đúng rồi, nhưng mà ví dụ những cái người này cũng nhìn về cái hướng chủ thể của chúng ta, rồi những cái hành động nó cũng có cái hướng chuyển về cái hướng đi của chủ thể. Đó, thì những cái này nó góp phần tạo thành cái leading line dẫn ra vào cái chủ thể của chúng ta hơn. Thì trong cái cảnh quay này thì các bạn thấy là trong cảnh quay này thì các bạn thấy là nó là một cái cảnh thể hiện cái sự lên kế hoạch về film blocking, đúng không? Tức là chúng ta lên kế hoạch về cái đường đi của camera và bố cục khung hình như thế nào từ cái lúc mà cái nhân vật nam chúng ta bước vào, đúng không? Và rõ ràng ở đây thì để xác định cái chủ thể chính thì rất là dễ rồi, tại vì rõ ràng camera chúng ta đang di chuyển theo cái đường đi của cái nhân vật nam, đúng không? Thế thì chúng ta biết cái nhân vật nam chúng ta chính là cái người đang điều khiển cái cảnh quay này. Và các bạn thấy là camera đi theo cái chuyển động của chủ thể chúng ta, dần dần nó đóng khung vào cái một cảnh close up mà hai người đang ngồi với nhau, được chưa? Sau đó thì khi mà nhân vật nam chúng ta đưa tay lên tắt cái vòi nước thì cũng là cho thấy cái nhân vật nam chúng ta là người đang điều khiển cái cảnh quay. Rõ ràng khi mà camera đi theo cái hành động của chủ thể thì cũng thể hiện cái sự là chủ thể chúng ta chính là cái người điều khiển ha. Sau đó thì camera chúng ta đưa ra ngoài, dolly ra ngoài, và khi mà đưa ra ngoài thì các bạn thấy rõ ràng là nó sẽ làm cho cái khung hình nó thay đổi. Thì cái này rõ ràng đòi hỏi cái sự lên kế hoạch, như là từ lúc đầu là khung hình dần dần đi vào, đúng không? Khung hình đi vào để tạo thành một cái cảnh quay close up, sau đó là lại dolly ra để tạo thành một cái cảnh quay medium shot. Thì rõ ràng là đòi hỏi cái sự lên kế hoạch, xem là đi vào như thế nào, đi ra như thế nào để mà khung hình nó vẫn giữ được cái khung hình chúng ta muốn, vẫn là cái hai chủ thể của chúng ta nó nằm gọn ở trong khung hình, nó không có bị cắt đầu cắt đuôi, nó không có bị lệch quá lệch về một phía, hay là nó bị mất cái trọng tâm, đúng không? Trong cái ví dụ này là một cái cảnh còn dài hơn nữa và thể hiện cái sự lên kế hoạch rất là kỹ khi mà chúng ta thực hiện kỹ thuật film blocking. Trong cái cảnh quay này chúng ta cùng xem. Thì hai cái nhân vật chúng ta đi từ ngoài vào ha, và khi mà hai nhân vật chúng ta đi từ ngoài vào thì rõ ràng chúng ta chừa một cái khoảng headroom lớn ở phía trước như mình nói đó. Khi mà nhân vật chúng ta có cái hướng di chuyển thì chúng ta phải anticipate nó, chúng ta phải dự đoán trước cái hướng đi, chúng ta chừa cái headroom cho họ, được chưa? Chúng ta di chuyển camera sao cho nó đừng có bị quá sát so với cái hướng đi của chủ thể. Và sau khi mà hai nhân vật chúng ta bắt đầu đi đến một cái bàn và chúng ta ngồi xuống, được chưa? Rồi và camera chúng ta sẽ dần dần đi chậm vào, đúng không? Để mà làm gì? Để mà đóng khung bốn cái nhân vật này. Sau khi mà hai nhân vật kia đi thì hai nhân vật chính của chúng ta sẽ ngồi vào bàn, và camera sẽ tiếp tục di chuyển, được chưa? Di chuyển cho đến khi mà cái hai nhân vật chúng ta trở thành hai cái chủ thể chính trong khung hình và chiếm phần lớn cái khung hình ở đây, thấy chưa? Thì rõ ràng đây là một cái cảnh quay khá là dài đó, đúng không? Cảnh quay khá là dài, khoảng tầm đến đây là 1 phút mấy lần. Và đường đi camera phải nói là cũng khá phức tạp, đi từ ngoài vào, đúng không? Camera sau đó là camera tịnh tiến đi vào xong rồi chúng ta cho camera rotate xung quanh chủ thể để mà đóng khung chủ thể lại. Thì rõ ràng là một cảnh quay khá là dài và nó sẽ cần phải đóng khung một số điểm, từ lúc hai nhân vật đi vào cho đến khi gặp gỡ hai người kia, rồi sau đó là đóng khung ở vị trí ngồi vào bàn, tổng cộng 3 điểm. Thì rõ ràng chúng ta cần cái sự lên kế hoạch rất là kỹ để chúng ta làm sao đó lát rồi chúng ta đi đúng cái đường đó, được chưa? Diễn viên có thể diễn lại nhiều lần nhưng mà chúng ta cứ đi camera đi đúng cái đường đó, đóng khung đúng cái vị trí đó thì nó mới ra được cái kết quả chúng ta muốn. Chứ nếu mà chúng ta không luyện tập, chúng ta không lên kế hoạch này nọ đó thì các bạn sẽ thấy là rồi thì hở đầu hở đuôi này nó cắt mất đầu cắt mất đuôi, rồi đóng khung bị lệch này nọ các thứ, nó sẽ rất là kỳ đó. Cái này thì là một cái ví dụ khá là đặc biệt, tại vì các bạn thấy là cái chủ thể chúng ta, cái chủ thể chính đó thì lại không có được lộ diện, chưa có review ra, và camera sử dụng cái chuyển động pan để mà cuối cùng mới cho chúng ta thấy được mặt của chủ thể. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy là mặc dù không thấy chủ thể nhưng mà cái chuyển động camera nó vẫn đi theo cái đường đi của cái chủ thể chính, và nó vẫn cho chúng ta biết là ai là người đang điều khiển cái chủ thể của chúng ta, cái cảnh quay của chúng ta, đúng không? Cái việc mà sử dụng camera mà đi theo cái chuyển động của chủ thể nó là một cái rất là các bạn thấy là sẽ rất là dễ áp dụng, và nó sẽ giúp cho người xem hòa nhịp hơn với cái chuyển động của chủ thể của chúng ta. Thì chẳng hạn ở đây một số cái cảnh các bạn thấy là khi mà nhân vật chúng ta đang tìm kiếm một cái gì đó thì camera chúng ta cũng sẽ thực hiện những cái góc máy để mà cho thấy cái gọi là cái sự tìm kiếm của anh này, đúng không? Đó, thể hiện qua các cái góc máy ban qua ban lại, đúng không? Đó. Trong cái ví dụ này thì chủ thể chúng ta sẽ được nhập gọi là blend, trộn lẫn vào trong một đám đông, để mà sau đó thì chúng ta sẽ đưa camera ra rất là xa, cái mục đích là để làm tạo ra cái tính lạc lõng cô đơn của cái chủ thể, được chưa? Trong cái ví dụ này thì ta sử dụng cái camera tilt pedestal để mà review ra một cái cảnh tượng, đúng không? Thì ở đây thì cũng đòi hỏi cái việc là chúng ta phải lên kế hoạch bố cục khung hình, tại vì là khi mà cái cậu bé này, đúng không, chúng ta bố cục theo 1/3. Thì chúng ta sẽ có một cái negative space ở cái phía bên trái này, và cái negative space này để làm cái gì, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ chừa cái chỗ để cho những cái yếu tố xuất hiện trong cảnh quay. Thì đó chính là cái mà chúng ta phải lên kế hoạch. Chứ nếu mà chúng ta khi chúng ta quay, chúng ta muốn thực hiện cảnh quay này nhưng mà khi mà chúng ta chừa cái khoảng trống, nhưng mà không có chừa đủ khoảng trống, chúng ta lại bố cục cậu bé này ở giữa đi chẳng hạn, hoặc là hơi lệch về phía này một chút, thì rõ ràng khi mà camera pedestal lên một cái thì rõ ràng là không có đủ chỗ để chừa cho cái chủ thể thứ hai của chúng ta. Thì đó là cái chúng ta phải, khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta viết cái storyboard, chúng ta cũng phải suy nghĩ để mà những cái góc máy, góc quay của chúng ta cho nó thật là nghệ thuật, ý nghĩa, đúng không? Thì một cái bố cục mà thường được áp dụng khi cho những cảnh lãng mạn, đặc biệt là khi mà hai nhân vật đang hôn nhau chẳng hạn. Đấy, thì các bạn thấy là cái chuyển động camera dạng parallax xung quanh cái chủ thể, được chưa? Và đây là một cái dạng phim blocking, tuy là nhìn có vẻ đơn giản thôi nhưng mà để mà thực hiện thì cũng không phải là dễ đâu ha. Tại vì là khi mà các bạn xoay xung quanh cái chủ thể mà các bạn đi không biết cách đi camera, chúng ta không luyện tập trước thì đôi khi chúng ta sẽ sao cắt mất đầu mất đuôi, chúng ta di chuyển xa, hơi xa hoặc là hơi gần quá, nó bắt đầu là hình ảnh sẽ có lúc xa lúc gần, nó rất buồn cười. Còn đây các bạn thấy là khi người ta xoay xung quanh chủ thể đó, các bạn thấy là cái khoảng cách giữa chủ thể và máy quay nó luôn được giữ hầu như là bằng nhau, được chưa? Đó, rồi người ta làm sao đó người ta vẫn cố gắng giữ cho cái headroom đầy đủ, nhưng mà không có làm cho chủ thể bị cắt mất những cái bộ phận không cần thiết, đúng không? Thì đó là cái mà tuy là thấy nó đơn giản nhưng mà không phải là dễ ha. Thì ví dụ khi các bạn quay những cảnh quay mà lãng mạn gì đó đi, hai nhân vật hôn nhau thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái thể loại như thế này. Thì cũng là một cái dạng chuyển động parallax tập trung quanh chủ thể, đúng không? Và nó chủ yếu là để khắc họa cái cảm xúc, nhấn mạnh cái cảm xúc. Thì đây là một cái cảnh mình đã cho các bạn xem rồi, đúng không? Đó là một cái trường cảnh rất là hoành tráng ở trong phim Avengers, và các bạn thấy nó giống như một bức tranh để khắc họa tôn thờ tôn vinh những cái vị anh hùng của chúng ta. Và trong cái bức tranh này thì người ta bố cục các cái hành động nó rất là khớp với nhau, nó rất là hoàn mỹ, người này nhảy lên người kia nhảy xuống này nọ, bố cục các anh hùng và các cái hành động rất là đẹp, rất là hoàn mỹ. Và cái để tôn lên cái việc đó thì người ta sử dụng cái chuyển động camera xung quanh trục, đúng không? Xoay xung quanh trọng tâm để tạo thành một cái giống như là tạo thành một cái không gian, một cái sân khấu để mà tôn vinh những người anh hùng rất là đẹp. Đây là một những cái cảnh quay mà mình rất là thích trong những cái chuỗi phim về Avengers, tại vì nó thể hiện được cái nghệ thuật của người làm phim, chứ không phải là vì mình mê mấy cái anh hùng này ha, mà là mình cảm thấy sao mà họ tài năng quá đi, đúng không? Sử dụng những cái mà làm cho chúng ta cảm thấy choáng ngợp. Những cái camera chuyển động dạng đảo ngược thường được sử dụng như trong những tình huống là nó thể hiện cái sự gọi là cái sự bất ổn về mặt tâm lý, đúng không? Tại vì cái gì mà nó bị lộn ngược thì nó cũng thường mang cái tính chất nó không có được bình thường. Đó là khi mà chúng ta lộn ngược cái cảnh quay thì nó sẽ làm cho người xem cũng cảm thấy bị gọi là bị mất cân bằng, đúng không? Và khi như vậy thì kết hợp với cái tính chất của cảnh quay, nó sẽ làm cho cái cảnh quay nó mang tính chất độc đáo hơn, phù hợp với chủ đề hơn. Đó, thì chẳng hạn như trong cảnh quay trong phim Spider-Man này, thì khi mà nhân vật Spider-Man chúng ta bị biến đổi thành một cái kẻ ác đó, thì người ta sử dụng cái cấu trúc lật ngược, cái bố cục lật ngược. Là khi mà lúc đầu thì nhân vật chúng ta tưởng là nhân vật đang ở cái đang gọi là đang ở trong trạng thái bình thường đúng không, nhưng mà khi sau đó thì camera sẽ lộn ngược một phát để cho chúng ta thấy là nhân vật đang bị treo. Thì rõ ràng là cái bố cục này nó tạo thành cái nó cũng phản ánh cái bản chất của cái cảnh phim, cho thấy cái sự biến đổi trong cái nội tâm của nhân vật trở thành một cái kẻ ác đó. Thế thì nó cũng cho thấy cái sự đột biến, cái sự bất ổn đó về mặt tâm lý, đúng không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút và chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với lớp ha.